Phi Thường chào tất cả bạn. Chào tôi, mừng các bạn trở lại. Ok, chào tất cả bạn. Clip hôm nay anh em chúng tôi thực hiện đó là ôi giời ơi, nói chung là nó là một cái tế gì rất kinh khủng. Hôm nay chúng tôi sẽ đi bán băng vệ sinh. Nói chung là hôm nay anh em chúng tôi sẽ tập kinh doanh với cái chiếc băng vệ sinh. Hôm nay chúng tôi sẽ mua băng vệ sinh về đi kinh doanh. Không biết là các cô gái ở trong trường Lục Ngạn Ba có cô nào đến ngày, đến tháng, đến năm, đến nói chung là đến kỳ ấy. Thì hôm nay anh em chúng tôi sẽ mua băng vệ sinh. Hôm nay chúng tôi sẽ tập bán đa cấp. Đa cấp, chúng tôi làm đa cấp. Hiện nay là công ty của chúng tôi hữu hạn hai thành viên. Tôi, Vinh Thường. Tôi, Vinh Thường. Chào tất cả anh em. Ok thì bây giờ anh em chúng tôi sẽ đi một mua loại Kotex hay gọi là băng vệ sinh để cho nó dễ nghe. Kotex nghe nó ghê quá. Ok thì bây giờ anh em chúng tôi sẽ đi mua băng vệ sinh và đi vào trường bán. Nếu mà không bán được ý, thì tôi sẽ mang đi tặng hoặc là mang đi cho. Nói chung là làm thế nào làm, miễn là thành clip hay vui cho các bạn xem. Nhưng ý của chúng tôi muốn là vẫn là kinh doanh, mua một bán hai, mua hai bán bốn. Đâu mua một tặng hai giả tiền ba. Ok thì bây giờ anh em chúng tôi sẽ đi ra cửa hàng tạp hóa để mua ít băng vệ sinh để về đi kinh doanh. Ok mình gọi. Đấy, Kotex đi. Chơi hãng Kotex đi. Tôi mua thứ một loại. Điên là mua hai cái thôi. Mua 2 đến 3 cái thôi. Kotex mới lại điên na. Đấy. Một cái ban ngày, đọc xem cái nào ban ngày, cái nào ban đêm. Hãy là một người đàn ông chuẩn mực như mình coi. Đây đúng loại này không? Đúng loại. Loại này phải loại ban đêm không? Ban đêm một tím cơ mà. Đây là lại. Hả? Ban ngày, ban đêm một tím. Thế đây cũng là ban ngày à? Đấy, ngày. Thế tôi lấy hai loại thôi. Lấy một loại ban ngày, một loại ban đêm. Ờ. Thấy không? Không? Đấy, đây là ban đêm đúng không? Đấy, ban đêm một cái, ban đêm một cái, ban ngày. 30.000 hai cái. 30.000 hai cái à? Đấy. Nhìn anh đi bán Kotex cứ như là anh đi trộm chó. Em nhẹ nhà anh. Ngồi đây. Ngồi im. Được vào xe đây. Sao em vẫn còn đông. Ok. Ôi, sản phẩm của chúng tôi bên bây giờ bên em là có hai loại sản phẩm. Có hai loại sản phẩm. Rất tốt cho phụ nữ. Rất tốt cho phụ nữ đây. Đấy. Chị dùng vậy nào? Đấy là một loại ban ngày, một loại ban đêm. Nhưng mà lại dày. Chết rồi, mình đi mua mình chưa biết kinh doanh kiểu gì. Oh, chị mua không? Chị mua. Em mới bên em mới kinh doanh cái hãng này. Bên em đặt cấp mới mua này, à mới kinh doanh này. Loại này không thơm. Đây đúng rồi, loại không thơm. Cái loại này phải hai mát được không? Mát, mát gì? Mát gì? Loại 28 thì được. Ở bên trong có mùi thơm lắm. Mẹ con bán hàng nó bảo cái loại này khử mùi mà. Mùi loại này. Nó bảo là ờ, loại ban đêm này hôi bướm, hôi bụng các kiểu là khử được hết này. Mình anh mua ủng hộ chú đi. Một bình đi. Thôi giá đi học đi. Ủa, thế không mua à? Mất công bao nhiêu thế nên phải đi bán cho người khác à? Bán cho người khác thôi chứ cháu không dùng loại này, loại này không khử mùi đâu. Loại này không thơm. Thế còn bây giờ tôi cất đi bán cho người khác. Đâu, sau khi thuyết phục cô gái ở trường Lục Ngạn Ba không được, anh em chúng tôi lại tiếp tục vào quán xem có cô gái nào đến ngày, đến tháng, đến năm thì chúng tôi sẽ gạ mua. Ok, đứng coi đi bác. Phải nói bài bản vào thì mới bán được. Đi chào anh nhá. Anh kia đang làm gì ấy? Tất cả anh em chào lại. Anh hiểu không? Anh phải nhỏ cái này một tí nữa đã. Giới thiệu sản phẩm đi. Mất bao nhiêu năm mới có thể viện được đấy. Bên anh có một loại sản phẩm phục vụ cho các chị em phụ nữ đến ngày, đến tháng, đến năm. Không phải nói được, điên nào. Không phải. Không phải. Cái gì nhỉ, hãng gì nhỉ? Kotex. Không nhờ anh em chỉ dùng điên nào thôi. Có cả điên na. Khẩu trang hoạt tính. Ôi anh ngu thế rồi, anh vừa này mà
Em thề luôn này, em đang chửi em hả? Bên anh là có hai dòng sản phẩm này. Bên anh có hai sản phẩm, loại ban đêm, một loại ban ngày. Dùng cho các chị em phụ nữ đến tháng, đến kỳ, đến năm, đến tháng. Đến tháng ấy. Anh như cái này bóng ban đêm mà anh mua cái này. Thì anh mới thì bảo có mua không? Không mua không? Em đã bảo em dùng điên nạt, đi mua điên nạt về đây để mua. Đây là kinh doanh chứ không phải đi mua cho. Mày em nạp tiền thì đi mua, thì kinh doanh đi. Đuổi xin đi, xin như mày thì tao có mà về bán nhà đi mua Kotex cho mày đeo cả ngày. Đấy. Đi là tôi khách chơi. Đây này, đây là anh nhận 35 anh ngồi thế gì đây mới. Đi bán hàng ra cho mày đẹp quá. Tao ăn thế nào? Bán không được hàng tao phải ăn. Tí từ bữa đi. Lúc cái này khác thì tổng chỗ này anh em chúng tôi bán 100, vừa mua hết 33.000. Được không? Hả? Không đấy. Thì người ta đang đi kinh doanh mà người ta có đi mua hộ đâu mà ông học lớp mấy cái gì? Nhưng mà đắt quá. Đắt đấy không mua, ông có dùng đâu mà ông hỏi làm béo gì. Ừ. Anh ơi, thử 2 miếng thân gà nữa. 50.000 miếng. Thôi Minh ơi, về đi. Đi đâu? Em! Chào em! Đây là chỗ học rồi. Nhanh Minh giới thiệu sản phẩm cho các em. Bên anh có 2 dòng sản phẩm. Nhanh lên. Đứng lên. Đấy. Thì em bên em dùng hãng nào? Ừ. Chọn nhanh lên, suy nghĩ gì? Cái đấy em biết là dùng vào lúc nào? Ừ đúng rồi. Còn cái này dùng ban ngày. Bên anh đang con em bẹt bẩn lắm anh ạ. Em cho một cái tỏi đấy. Tỏi á? Đây con này nó cứ xấu hổ cái gì. Bên anh đang có cái không, nhưng bên anh cũng như là giới thiệu quảng cáo thương hiệu cho cái sản phẩm này thì bây giờ anh muốn hai em một cái một cô em này. Đứng đi, quay mà đấy, quay mà đi. Toàn mùi này, anh toàn mùi này, toàn mùi gì? Mùi kinh lắm. Kinh mùi kinh đã ủa chết mấy. Thế thì cho một miếng đi lót trước đi, cho một miếng đi lót trước đi. Cho cái ban đêm nhưng hôm nay ban ngày mà. Thì bên anh nếu mà bên em không có nhu cầu dùng sản phẩm thì anh tặng mỗi em một cái ban ngày, một cái ban đêm về các em dùng thử, nếu mà yêu thích thì hãy liên hệ với em bọn anh nhầm lại chúng tôi. Thì bây giờ bọn em đang chỗ nào đúng không? Thầy nào giới thiệu trưởng? Thịt nó nhỏ ăn tiếp phải mua. Không thì anh lên anh bảo thầy giáo. Không có tiền đi á, không tiền á. Lợ cho lợ. Được. Mua trả góp. Đấy, đây là hai cô gái này mua Kotex trả góp. Ok chưa? Thế thì bây giờ đang định đi đâu? Định đi đâu? Đi đâu? Trốn học đi đâu? Ra uống nước đúng không? Anh mời ra hai em ra ngồi uống nước với anh. Ngại cái gì? Thế bây giờ có mua không? Thế bây giờ bên anh hại có hai sản phẩm không? Thế... Cô giáo ơi! Ui dồi, ăn một bả rồi. Nhưng cô nào đang học môn gì? Đang học môn của cô đang học. Anh Nick, Anh Nick. Hello đúng không? Hello, xin chào tất cả các bạn. Có lưng quay em. I want to thử. Đi câu, chỗ Đọc một câu là. Bây giờ phải đọc được đúng một câu, học giỏi tiếng Anh không? Cũng được đúng không? Thế thì em bảo là bây giờ là kiểu như nói là yêu quý anh em chúng tôi thì ủng hộ anh em chúng tôi ấy, kiểu như nào? Ủng hộ đi. I like, anh là tên là Duy Thường đúng không? Thế để anh, nếu chưa loát được để anh gọi cô giáo lên loát. Anh cũng hứa người bảo anh. Em xin lỗi. Xin lỗi chưa? Cô này cô ấy lỡ tay thôi chứ đúng thật sự rồi. Là anh không nên trách móc gì được cô gái này, cô ấy quá hiền này, quá xinh gái luôn.
Tiền như cô gái mới bảo. Như hai cô gái tên gì? Em tên gì? Em gái trắng. Em sao đâu ấy. Ừ, thế mình đưa cho sản phẩm cho hai em đi. Em quảng cáo đi chứ. Ừ, đấy. Đấy. À, gì à? Đây là tiền đấy. Nhưng em nói giờ đọc lâu thế. Dina Spnai. Spnai. Đây, đọc lựa chọn hàng đầu của các bạn nữ. Đến kỳ. Đến kỳ. Đến kỳ. Sinh lở. À nhầm. Máu chảy đầu rơi. À, đến... Máu chảy xuống. Ok, thế bên em có dùng sản phẩm này bên em không? Em có mà. Có dùng à? Thế tốt quá rồi, thế thì anh cũng chả có gì đâu, thì anh tặng cho hai em cái sản phẩm đầu tay của anh. Giới thiệu sản phẩm, đây là Diana này, đây là Kotex, hai hãng sản phẩm của băng vệ sinh cao cấp nhất hiện nay. Thì đã được đạt giải thưởng cho hai cô gái này, là hai cô gái rất xinh gái ở trường Lục Ngạn 3. Được chưa? Vừa sướng, cái gì? Theo dõi kênh của anh á? Thế thì hôm nay lên theo dõi là có em ở trên đấy đấy. À, ngày mai. Sướng nha, hôm nay được lên kênh của anh thì qua đây thì cũng cảm ơn tất cả các em đã ủng hộ anh trong thời gian qua. Thì anh cũng gọi là có sản phẩm để tặng cho tất cả các em thôi. Tặng thật luôn. Thế thì hạnh phúc nhỉ? Ui, thích. Mẹ chắc không dùng đâu, mẹ để ngắm. Mẹ không đâu. Đấy, ui giời, thế thì cái này nếu mà nó phải giá trị hơn những cái mà mọi hôm mọi em mua rất nhiều lần đúng không? Thế thì anh chúc hai em dùng cái sản phẩm của anh nó vui vẻ. Nói chung là mà anh cũng vui. May quá là được hai cô đang bỏ học tự nhiên vào dùng cái sản phẩm của mình, nên là tặng free luôn. Nói chung là tặng cho hai em dùng sản phẩm xem nó như nào, đến lúc tôi mới đi kinh doanh lại. Ok, thì cảm ơn các bạn đã yêu quý anh em chúng tôi. Các bạn nào có ý tưởng mới lạ thì comment thẳng dưới video này để anh em chúng tôi thực hiện. Không có gì anh em chúng tôi không dám làm. Miễn là các bạn yêu quý anh em chúng tôi sẽ làm tất cả vì anh em. Ok, thì bây giờ hẹn các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye. Tôi Minh Hoài. Tôi Duy Thường. Chào tất cả anh em.